3 sai lầm khi ăn rau ngót kiểu này, phá gan hại thận, rước bệnh vào người, càng ăn càng nhanh chết. Xin kính chào quý vị đến với chuyên mục sức khỏe của kênh Tinh Hoa Cuộc Sống. Quý vị thân mến, rau ngót được biết đến là một thực phẩm dân dã quen thuộc mà nhà nào cũng có đúng không ạ? Rau ngót được xem là loại thực phẩm rẻ hơn thịt, bổ hơn thuốc. Từ người già đến trẻ nhỏ cũng đều yêu thích hương vị thanh mát của canh rau ngót. Thế nhưng cô bác có tin không, rau ngót lại là thực phẩm rất dễ bị ngộ độc nếu như ăn sai cách. Thuốc tiên cũng hóa độc dược, phá gan hại thận, nuôi sống tế bào ung thư, càng ăn càng nhanh chết. Vậy 3 sai lầm đó là gì? Vì sao rau ngót lại tiềm ẩn độc dược chết người? Mời quý vị cùng Tinh Hoa Cuộc Sống tìm hiểu ngay nhé! Vâng thưa quý vị, chắc hẳn là cô bác ở đây ai cũng biết là rau ngót tốt cho sức khỏe đúng không ạ? Nhưng tốt ra sao thì không phải ai cũng biết. Trước tiên mời quý vị đến với những lợi ích của rau ngót nhé. Thứ nhất là rau ngót tốt cho huyết áp. Nói đến đây tôi lại nhớ đến câu chuyện của bác tôi ở dưới Bắc Ninh. Bác rất thích món canh rau ngót nấu ngao. Vốn đã có bệnh nền huyết áp, một bệnh mạn tính gây ra nhiều biến chứng và có tỷ lệ tử vong cao. Không chỉ vậy, tăng huyết áp còn được ví là kẻ giết người thầm lặng, bởi triệu chứng bệnh rất khó nhận biết, thường chỉ thoáng qua. Bác sĩ khuyên bác ấy hãy thường xuyên bổ sung rau ngót vào chế độ ăn uống, bởi trong rau ngót có chứa một lượng lớn papaverine, chất có tác dụng làm giãn mạch và chống co thắt cơ trơn. Vì có chất này nên nước ép rau ngót có tác dụng làm giảm huyết áp rất hiệu quả. Bên cạnh đó, chất này còn rất tốt cho những người bị máu nhiễm mỡ, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, do tắc mạch và nghẽn mạch. Thứ hai, rau ngót hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Nước rau ngót sống có chứa insulin giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, kiểm soát lượng đường huyết trong cơ thể. Việc ăn rau ngót thường xuyên có thể giúp bạn giữ được lượng đường huyết ổn định. Vì chứa hợp chất inulin, chất giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, nên những người bị tiểu đường có thể sử dụng nước ép rau ngót để bổ sung năng lượng. Bên cạnh đó, nước ép rau ngót còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng khác nên nó rất có lợi cho sức khỏe. Thứ ba, thanh nhiệt và giải độc cơ thể. Nghe thôi cô bác cũng thấy ngay công dụng giải độc và làm mát cơ thể của rau ngót đúng không ạ? Một bát canh rau ngót vào những ngày nắng nóng thì có thể mát cả ngày luôn đúng không ạ? Và chắc hẳn là cũng có một số cô bác nói rằng thì hầu hết loại nước ép nào mà chẳng giải độc và thanh nhiệt cơ thể. Thế nhưng cô bác biết không, rau ngót lại có thể thực hiện chức năng này tốt hơn cả. Vì có vị ngọt tính mát nên rau ngót sẽ giúp cơ thể giải độc, hạ sốt, tăng tiết nước bọt và lợi tiểu. Chỉ cần uống một ly nước ép rau ngót mỗi ngày, các chất độc trong cơ thể sẽ bị loại bỏ và bạn sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều. Thứ tư, giúp chữa bệnh yếu sinh lý ở đàn ông. Một cựu chiến binh từng đến chương trình dưỡng sinh đường đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc trước những chia sẻ của ông. Sự minh mẫn nhanh nhẹn, có đôi mắt tinh tường, đi lại vững chắc, chân tay không run ở tuổi 92. Ông chia sẻ về bí quyết sống thọ và vẫn có thể sinh hoạt tình dục ở tuổi 92, khiến ai nghe xong cũng phải giật mình ngã ngửa. Vậy ăn rau ngót có tác dụng gì cho cánh mày râu và có thực sự tăng cường sinh lý hay không? Vâng thưa quý vị, tác dụng của rau ngót với đàn ông đó chính là giúp tăng cường chức năng sinh lý. Các hợp chất phytochemical có trong rau ngót giúp tăng cường sinh lực, sức khỏe ở nam giới. Vitamin B1, B2, CD kích thích sản sinh hormone tự nhiên, làm tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Bên cạnh đó, rau ngót chứa nhiều vitamin và chất khoáng, nhiều đạm, hạn chế rối loạn chuyển hóa canxi, là một trong những nguyên nhân chính gây loãng xương và sỏi thận. Vì thế, chữa sỏi thận bằng rau ngót là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Người bị sỏi thận có thể uống nước ép rau ngót, hấp cách thủy hỗn hợp nước rau ngót sống và một thìa mật ong hoặc sử dụng rau ngót trong những bữa ăn hàng ngày. Vâng thưa quý vị, rau ngót đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng, thần dược cho sức khỏe. Thế nhưng có 3 sai lầm dưới đây cực nguy hiểm, chẳng khác nào độc tố phá gan hại thận,
rước mệnh vào người, giảm 30 năm tuổi thọ. Thứ nhất, ăn rau ngót chưa chín kỹ, gây khó ngủ. Theo Lương Y Hồng Minh, việc tiêu thụ quá nhiều rau ngót sẽ gây ra chứng mất ngủ hoặc khó ngủ. Thậm chí nhiều trường hợp uống nước rau ngót sống trong thời gian dài còn bị khó thở và ăn uống kém đi. Tuy nhiên, triệu chứng mất ngủ có thể biến mất sau một ngày ngừng ăn. Tuy nhiên, với những đối tượng như người cao tuổi, người có tiền sử bị mất ngủ hoặc khó ngủ, thì tốt nhất là nên hạn chế ăn rau ngót để đảm bảo sức khỏe. Với người bình thường, chuyên gia khuyến cáo chỉ nên dùng tối đa 50 gram rau ngót trong một ngày, tránh ăn liên tục trong 3 tháng. Khi chế biến, rau ngót cần được rửa sạch, nấu chín kỹ và không vò nát rau trước khi nấu, tránh làm mất đi các chất dinh dưỡng có lợi trong rau. Thứ hai, ăn rau ngót cản trở hấp thụ canxi và phốt pho. Trong quá trình tiêu hóa, rau ngót sẽ sản sinh lượng lớn chất có tên là glucocorticoid. Chất này làm cản trở quá trình hấp thụ canxi và phốt pho của cơ thể. Chính vì vậy mà bạn chỉ nên dùng rau ngót với lượng vừa phải, chia làm nhiều lần trong tuần, tránh ăn quá nhiều rau ngót cùng một lúc để không ảnh hưởng khả năng hấp thụ của các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Thứ ba, ăn rau ngót gây sảy thai. Đây là sự việc khiến cả nước dậy sóng. Câu chuyện là cô gái đang mang bầu mà bị công ty cho ăn rau ngót. Đăng tải đoạn video với dòng chú thích đầy sự bất mãn, cô gái cho biết bản thân mình đang có em bé ở tháng thứ 6. Bởi ai cũng biết những người mang thai thì không nên ăn rau ngót vì sẽ gây sảy thai. Cứ ngỡ khi đăng tải thì mẹ bầu sẽ đồng cảm động viên. Ừ thì cũng là động viên. Ấy thế mà lại động viên chị nghỉ làm để dưỡng thai cho tốt. Có người còn trách rằng công ty này không tinh tế, thay vì nấu canh rau ngót cho nhân viên đang mang bầu được nghỉ việc mới có thể đảm bảo sức khỏe cho mẹ và thai nhi. Lại có bình luận khác cho rằng, chị này mẹ bầu cứ ngỡ mẹ thiên hạ, công ty không hề sai bởi bao nhiêu con người sao có thể chiều lòng mỗi mình chị. Vâng thưa quý vị, dù ai đúng ai sai thì chúng ta cũng không thể nhận xét. Thế nhưng rau ngót thì không tốt cho mẹ bầu. Theo lương y, phụ nữ đang mang thai không nên ăn nhiều rau ngót vì có thể gây ra tác dụng phụ có hại cho sức khỏe mẹ và bé. Bởi trong rau ngót chứa chất papaverin có khả năng làm giãn cơ trơn của mạch máu để giảm đau, hạ huyết áp. Nếu dùng lượng rau ngót tươi hơn 300mg sẽ làm tăng tỷ lệ co thắt cơ trơn tử cung dẫn đến sảy thai. Vậy nên với phụ nữ trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là thai phụ có tiền sử sảy thai liên tiếp, đẻ non, thụ tinh trong ống nghiệm cần đặc biệt lưu ý khi ăn rau ngót. Không uống nước rau ngót sống với liều cao để đảm bảo an toàn cho cơ thể. Bởi tính hàn, rau ngót được xem là đại kỵ cho phụ nữ đang mang thai vì có thể làm sảy thai, sinh non, thụ tinh trong ống nghiệm, lại càng nên tránh xa loại rau này. Nước rau ngót sống còn độc hơn rau ngót nấu chín rất nhiều lần. Trong rau ngót có hàm lượng chất papaverin được tìm thấy trong thuốc phiện là chất có tác dụng làm giảm đau, hạ huyết áp do giãn cơ trơn của mạch máu. Khi sử dụng nhiều rau ngót, papaverin có thể gây tăng co thắt tử cung và dẫn tới sảy thai. Tuy nhiên với phụ nữ mới sinh con, rau ngót lại là thực phẩm hàng đầu được khuyến khích sử dụng. Theo kinh nghiệm dân gian, phụ nữ sau sinh còn chứa một lượng lớn máu bẩn trong tử cung. Ăn rau ngót sẽ giúp đào thải lượng máu bẩn này và cung cấp chất xơ, canxi, sắt cần thiết cho cơ thể mẹ mau chóng phục hồi. Ngoài ra, còn giúp ngừa táo bón, thanh nhiệt, giải độc rất tốt, đặc biệt là tác dụng lợi sữa và giảm cân giúp mẹ mới sinh vừa có sữa cho con bú, vừa nhanh về dáng sau sinh. Quý vị thân mến, chính vì vậy khi sơ chế rau ngót, quý vị hãy lưu ý một số điều sau. Trong đông y, rau ngót được dùng để thanh nhiệt, hạ sốt, trị ho do phế nhiệt, trị táo bón, trị nhiệt miệng, trị chảy máu cam đều rất tốt. Tuy nhiên để loại rau này phát huy tác dụng thì chúng ta cần lưu ý từ khâu chọn lựa và sơ chế. Rau ngót ngon có màu xanh lá mạ, lá mỏng nhưng cứng, lá rau không đều nhau, có thể có lá bị sâu đục. Khi nấu canh có màu xanh nhạt và trong, không có màu sắc bất thường.
Khi chế biến, rau có mùi vị đặc trưng riêng không bị quá nồng xen lẫn mùi hắc. Ngoài ra, sau khi tuốt lá xong, các bà nội trợ nên loại bỏ lá rau héo, rửa sạch bằng nước sạch nhiều lần và nên rửa dưới vòi nước chảy. Có thể ngâm rau vào nước muối loãng khoảng 15-20 phút rồi mới chế biến. Dù tốt, nhưng mỗi lần rau ngót chỉ nên ăn với số lượng nhỏ vừa phải, tối đa là 50 gram một ngày và không ăn liên tục trong 3 tháng để đảm bảo sức khỏe. Trên đây là những người không nên ăn rau ngót. Nếu bạn thuộc những nhóm người trên, hãy tránh xa rau ngót nhé. Và phần tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển sang phần 2 của chương trình với nội dung. Chỉ với một nắm lá rẻ tiền mọc đầy ngoài đường, vị cứu tinh cho bệnh xương khớp, triệu bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu trừ, sống trường thọ. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục sức khỏe của kênh Tinh Hoa Cuộc Sống. Quý vị thân mến, thời gian qua, chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi từ quý khán thính giả gửi đến chương trình. Xin hỏi cách ăn uống nào thật đơn giản mà lại cân bằng được âm dương trong cơ thể? Tôi mong Tinh Hoa Cuộc Sống có thêm nhiều bài thuốc và cách chữa bệnh đơn giản, dễ tìm, hiệu quả, ít tốn kém và tốt cho sức khỏe mỗi ngày. Vì bây giờ có tuổi rồi, chúng tôi thường mất ngủ, cơ thể đau nhức và mệt mỏi lắm. Để đáp ứng mong mỏi của quý vị, thì trong chuyên mục sức khỏe hôm nay, Tinh Hoa Cuộc Sống sẽ chia sẻ đến cô bác một loại cây rau thảo dược màu xanh được mệnh danh là thần dược quý vì những công dụng tuyệt vời của nó đối với sức khỏe và sự may mắn của gia đình. Vậy đó là loại thần dược nào có công dụng chữa bệnh ra sao? Thì ngay sau đây, mời quý vị cùng Tinh Hoa Cuộc Sống tìm hiểu ngay nhé! Chỉ với một nắm lá rẻ tiền mọc đầy ngoài đường, đau nhức xương khớp đến mấy cũng khỏi, sống trường thọ. Người xưa nói, nhà nào trồng cây này 3 năm thì sẽ không cần đến thầy thuốc. Chúng là loại thảo dược lâu năm mọc ở gần đường đồng cỏ, nơi hoang dã. Cô bác có thể hái tươi để ăn hoặc phơi khô bảo quản. Thân cũng có thể chế biến thành các món ăn hoặc bài thuốc dưỡng sinh để điều hòa khí huyết, tiêu ẩm, hạn, giảm đau và giúp chịu hết lo âu mất ngủ. Không biết loại rau rẻ tiền nào lại có công dụng thần kỳ vậy chứ? Đầu tiên, tôi xin kể cho cô bác nghe câu chuyện của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, trú tại phố Mai Sơn, phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ. Bà Tiến sinh năm 1952 và mắc bệnh ung thư vòm họng cách đây 25 năm trước. Chuyện là hồi những năm 1989 đến năm 1990, bà Tiến bỗng nổi lên một cái hạch ở cổ, về sau to dần, kèm theo những cơn đau khiến bà không ăn không ngủ, suy kiệt thể chất trầm trọng. Năm 1991, bà đi khám ở Bệnh viện Ca Hà Nội thì nhận kết quả ung thư vòm họng giai đoạn cuối và bệnh viện trả về. Buồn đời, bà Tiến bất cỏ dại ăn và sống sót cho đến tận giờ. Theo lời kể của bà Tiến thì khi đó bà có cảm giác sống không được bao lâu nữa nên rời viện về nhà. Bạn bè xóm giềng nhiều người đến chơi, người cho dăm 3 đồng góp tiền mua áo quan với làm đám ma. Lúc ấy, ngay trước cửa nhà là bãi cỏ dại. Người bình thường nghĩ tất cả đều là cỏ dại thôi, nhưng bà Tiến biết trong đó có rất nhiều cây thuốc. Sở dĩ bà biết vậy là vì hồi nhỏ bà hay theo sư thầy Thích Thanh Phong ở chùa A Lốc Tự đi hái thuốc. Sư thầy vốn là người Hoa, chức chuyên bốc thuốc cứu người, mà sư thầy lại là bạn của bố, nên bà biết. Thế là bà Tiến ra hái một nắm lá ngải cứu rồi về sắc lên uống. Mọi người thấy bà uống lá cây cỏ dại mới can ngăn, không biết cây gì mà uống, nhỡ uống phải thuốc lá độc thì nguy. Tuy nhiên, khi đó bà nghĩ đằng nào chả chết, cứ uống biết đâu lại khỏi. Ngày nào bà cũng hái lá ngải cứu về sắc thuốc uống. Từng uống bừa mà khỏi thật, khối u cứ nhỏ dần, cơ thể đi đứng lại bình thường. Đến năm 2009, bà chính thức chuyển qua bốc thuốc chữa bệnh dựa trên những kiến thức đã được chỉ dạy. Bà Tiến chia sẻ,
Hồi làm lễ truyền lại các bài thuốc cho tôi, cụ còn dặn đi dặn lại là đừng tham kiếm tiền trên nỗi đau người bệnh. Tôi là người từ cõi chết trở về nên tôi hiểu hơn ai hết những đau đớn của người bệnh. Tôi đã hứa rằng học nghề từ cụ trước mắt là để con tự chữa cho mình. Sau rồi có chữa cho người thì cũng chỉ cọc cạch vài đồng lấy tiền đủ sinh hoạt hai vợ chồng thôi. Để chứng minh, bà lấy ra một bức ảnh và bảo rằng đó là ảnh mình chụp năm 1991 lúc đang bị mắc bệnh. Quan sát kỹ, người phụ nữ với khối u to tướng trên bức ảnh đúng là bà Tiến. Vâng, qua câu chuyện này, cô bác đã biết được loại cây mà chúng ta đang tìm hiểu là cây ngải cứu rồi đúng không ạ? Loại cây này không hề xa lạ với cô bác, đúng không nào? Trong đông y, ngải cứu là loại rau có dược tính cao, vị đắng, tính ấm, mùi thơm, đi vào cơ thể giúp kinh tỳ, can thận. Trong sách Bản thảo cương mục của thầy thuốc Lý Thời Chân có ghi chép rằng lá ngải cứu không độc, thuần dương, có tác dụng đả thông 12 kinh, điều khí, trừ ẩm, tán hàn, cầm máu. Đó là lý do vì sao ngải cứu được mệnh danh là vua của các loại thảo mộc. Bên cạnh đó, ngải cứu còn có rất nhiều công dụng chữa bệnh mà chúng ta chưa áp dụng hết. Cô bác hãy cùng tham khảo những bài thuốc có trong các tài liệu dược học cổ xưa để chữa bệnh cho mình, cô bác nhé. 2. Ngải cứu chữa đau xương khớp, bài thuốc chữa bệnh đơn giản được lưu truyền nhiều trong dân gian. Không gì đau đớn hơn những cơn đau nhói xương tìm đến khi tuổi già đúng không ạ? Nếu sử dụng những miếng dán giảm đau bán sẵn trên thị trường, rồi đến những viên thuốc có ngay ngoài hiệu thuốc. Thế nhưng, những giải pháp chữa bệnh tự nhiên luôn là liều thuốc tuyệt vời hơn cả. Dùng lá ngải cứu chữa đau lưng là một trong những cách trong dân gian được lưu truyền. Đã rất nhiều người chữa khỏi và biết ơn vô cùng. Như trường hợp của ông Chu Văn Thịnh, 60 tuổi, trú tại Thanh Chủ, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Mắc đái tháo đường đã 7 năm, di chứng của bệnh đái tháo đường khiến ông thường xuyên bị tê bì chân tay. Ông được người quen mách bảo sử dụng lá ngải cứu rang nóng lên và đắp vào chân rất tốt. Sau khi làm nóng hỗn hợp trên, vợ ông Tờ gói nó vào một ống quần cũ rồi đắp lên chân chồng cho đến khi nguội thì thôi. Thời gian đắp lá khoảng 15 đến 20 phút một lần. Một tuần bà đắp cho ông 2 lần. Sau khi chườm và đắp cho ông bằng hỗn hợp, quả thật bệnh của ông đã thuyên giảm, việc đi lại nhẹ nhàng hơn. Vì vậy, vợ ông thường tìm các bài thuốc từ lá ngải về đắp nên bệnh khớp của ông Thịnh đã khỏi hẳn. Các bài thuốc này rất đơn giản. 1. Bài thuốc chữa đau khớp gối từ ngải cứu. Bài thuốc kết hợp giấm với ngải cứu có tác dụng giảm đau nhanh, phòng chống các cơn đau đầu gối hiệu quả, được nhiều người sử dụng và công nhận tác dụng. Với phương thuốc này, cô bác thực hiện như sau. Đầu tiên, cô bác chuẩn bị 100g lá ngải cứu và giấm gạo lượng vừa đủ. Lá ngải cứu cô bác đem rửa sạch, ngâm với nước muối loãng trong 10 đến 15 phút để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn. Để ngải cứu ráo nước rồi đem giã nát, thêm giấm vào trộn đều với bã ngải cứu. Cô bác chỉ nên trộn cho hỗn hợp ẩm, không nên trộn quá ướt. Sau đó làm nóng hỗn hợp ngải cứu và giấm gạo rồi cho vào túi vải. Dùng túi ngải cứu chườm lên đầu gối chỗ bị đau đến khi thấy hỗn hợp nguội. Cô bác nên thực hiện đều đặn 2-3 lần một ngày để nhận thấy công dụng tốt nhất. 2. Chữa đau lưng từ lá ngải cứu. Cô bác chỉ cần chuẩn bị một nắm lá ngải cứu tươi, một ít muối và một túi vải đựng. Cách làm như sau. Đầu tiên cô bác rửa sạch lá ngải cứu tươi, sau đó trộn ngải cứu cùng với ít muối hạt, sau đó đem rang nóng và đổ hỗn hợp vào túi vải mỏng rồi chườm lên vùng lưng đau. Cô bác nên dùng chườm khi hỗn hợp không quá nóng để tránh bị bỏng. Thực hiện liên tục trước khi đi ngủ, làm như vậy liên tiếp trong 3-4 tuần sẽ thấy bệnh đau xương khớp thuyên giảm đáng kể đấy ạ. Theo lương y Vũ Quốc Trung, phòng trần trị y học cổ truyền, trong đông y, ngải cứu đặc biệt có công dụng trị đau nhức xương khớp,
nhất là đau lưng, vô cùng hiệu quả. Nhờ chứa rất nhiều hoạt chất có công dụng kháng viêm, loại rau thuốc này phát huy công dụng giảm đau rất tốt, chuyên gia chia sẻ. Nghiên cứu của y học hiện đại cũng cho thấy, ngải cứu chứa một số thành phần có dược tính cao như axit amin, flavonoid, choline. Các chất này có khả năng trừ phong thấp, kháng khuẩn cũng như giúp máu lưu thông đều đặn. Trong khi đó, muối biển có đặc tính kháng viêm tốt. Đặc biệt, muối sẽ phát huy công dụng tuyệt vời đối với các trường hợp đau nhức khớp, tác dụng theo cơ chế nóng giãn lạnh co cục bộ. Trong muối có các ion dương và ion âm luôn song hành để cân bằng sự sống trong cơ thể. Khi được áp vào đúng vị trí đau nhức sẽ giúp giảm cơn đau hiệu quả. Khi kết hợp ngải cứu vào muối biển, cô bác sẽ có ngay loại thuốc giảm đau lưng cực nhanh mà không cần dùng kháng sinh. Chuyên gia khuyến cáo để phát huy công dụng hiệu quả nhất, cần duy trì thực hiện trong vòng 30 phút trước khi đi ngủ để cơ bắp được thư giãn, nghỉ ngơi hoàn toàn. Tuy nhiên, khi chườm nóng ngải cứu chữa đau lưng, cần lưu ý độ nóng. Chuyên gia nhận định, nhiều người cho rằng càng nóng thì càng giúp giảm đau lưng nhanh hơn, nên mặc dù hỗn hợp rất nóng vẫn cắn răng chịu đựng để chườm lên lưng. Điều này trong thực tế đã ghi nhận không ít các trường hợp bị bỏng da, dẫn đến gặp biến chứng nặng bên cạnh tình trạng đau lưng phải nhập viện điều trị. Vì vậy, sau khi để vào túi vải chuẩn bị chườm, tốt nhất đợi thêm vài phút cho bớt nóng. Khi chườm, nếu vẫn thấy nóng quá thì phải bỏ ra đợi thêm, không nên quá chịu đựng vì có thể gây tổn thương cho làn da, thậm chí bị bỏng nặng đấy nhé. 2. Lá ngải cứu là vị thuốc ngủ tự nhiên, ăn một bát canh ngủ ngon tới sáng. Có lẽ lá ngải cứu chỉ là một loại rau mọc dại trong vườn, không cần chăm sóc mà chúng vẫn tươi tốt. Thế nhưng, chúng ta chưa hề biết hết được giá trị của loại rau này mang lại cho sức khỏe đấy ạ. Trong lịch sử, ngải cứu được xem là thần dược chữa mất ngủ của vua chúa ngày xưa. Nó vô cùng quý giá và thơm mùi thuốc bắc. Đông y nghiên cứu cho thấy ngải cứu có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Lá ngải cứu có thể làm ấm kinh mạch, điều hòa khí huyết, an thần, tĩnh tâm, thông kinh hoạt lạc, loại bỏ phong hàn, chống cảm lạnh. Có rất nhiều người thích sử dụng lá ngải cứu vào việc châm cứu và đun nước uống, nhưng nhiều người chọn lá ngải cứu non để nấu canh. Khi chế biến thành món canh, lá ngải cứu sẽ có vị thơm nhẹ, thanh mát. Vào mùa đông, ăn một bát canh ngải cứu có tác dụng làm ấm cơ thể, thư giãn đầu óc, đặc biệt là đối với người lớn tuổi. Sức đề kháng yếu, ăn một bát canh này còn có thể an thần, giúp ngủ ngon từ đêm tới sáng. Ở góc độ sức khỏe, ngải cứu là món ăn lành tính, dễ hấp thụ, có tác dụng tốt cho sức khỏe, không bị phụ thuộc như thuốc ngủ, nên đông y coi ngải cứu là một vị thuốc quý trong vườn. Dưới đây là một số bài thuốc trị mất ngủ rất hiệu quả từ lá ngải cứu cô bác có thể áp dụng. Đầu tiên là món canh ngải cứu hầm. Cách chế biến món canh ngải cứu. Đây là món ăn tốt cho những người khó ngủ, mất ngủ, tâm trạng bồn chồn, bất an, khí huyết kém. Cô bác cần chuẩn bị lá ngải cứu tươi non 300g, thịt nạc 200g, gừng tươi thái sợi nhỏ một ít vừa ăn, bột gia vị vừa ăn, rượu nấu ăn, rượu trắng, dầu ăn, muối. Đầu tiên cô bác chọn và rửa lá cây ngải tươi và sử dụng lá cây ngải để nấu canh. Bí quyết chọn rau là hãy chọn những chiếc lá nhỏ, non và xanh hơn, và lá ngải cứu có màu già hơn thì có vị đắng hơn. Tiếp theo, cô bác chuẩn bị một ít thịt nạc, cắt thành lát mỏng, thêm một ít tinh bột ướp vào thịt để làm cho những lát thịt trở nên mềm và mịn hơn. Tốt hơn là nên ướp một chút rượu trắng để khử mùi trước khi nấu ăn. Trộn một chút dầu và muối để ướp và chờ ngấm gia vị. Ngoài ra, cô bác chuẩn bị thêm một ít gừng tươi thái nhỏ. Gừng cho vào món ăn không chỉ tăng thêm hương vị mà còn có thể xua tan cảm lạnh và làm ấm dạ dày. Và bạn có thể chuẩn bị một ít để nấu ăn cùng với ngải cứu
hoặc các món ăn phù hợp khác. Sau đó, thêm một lượng nước thích hợp vào nồi, đun tới khi nước sôi. Cho các lát thịt nạc và gừng thái nhỏ và đun sôi trên lửa vừa thấp, đủ để giữ lại hương vị của thịt nạc. Sau khi thịt được nấu chín kỹ, cô bác cho phần rau ngải cứu đã rửa sạch vào nồi, đun trên lửa vừa, thêm một chút dầu và một lượng muối vừa phải, và tắt lửa khi rau đổi màu và chín tới. Vậy là đã có một món ăn ngon miệng trị khỏi bệnh mất ngủ rồi đấy ạ. Thứ hai, ngâm chân lá ngải cứu giúp thư giãn tinh thần, ngủ ngon đến sáng. Theo đông y, ngải cứu có vị đắng, tính ấm, có tác dụng cầm máu, khử hàn, giảm đau và an thần. Ngâm chân bằng nước lá ngải cứu giúp làm ấm cơ thể, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm đau đầu, căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, cô bác cũng có thể sử dụng tinh dầu ngải cứu để thay cho lá tươi. Mùi thơm dễ chịu từ tinh dầu sẽ đem lại cảm giác thư thái, giúp cô bác dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn. Cách thực hiện như sau, cô bác dùng một nắm lá ngải cứu tươi rửa sạch và để ráo nước. Sau đó cô bác đun sôi 2 lít nước và cho lá ngải cứu vào, đun thêm 7 đến 10 phút rồi tắt bếp. Sau đó cô bác đổ vào chậu lớn, pha thêm nước mát sao cho nhiệt độ đủ ấm để ngâm chân. Cô bác tiến hành ngâm chân 15-20 phút để đem lại hiệu quả tối ưu. Cô bác có thể dùng phần bã trà sát nhẹ dưới lòng bàn chân, giúp kích thích tuần hoàn máu và đả thông kinh mạch bị tắc nghẽn. Thứ ba, dùng làm nước thuốc tắm chữa đau đầu mất ngủ. Cô bác chuẩn bị khoảng 400 gram lá ngải cứu tươi, rửa sạch cắt khúc, gừng già khoảng 300 gram, rửa sạch đập dập, xả 4 cây, rửa sạch đập dập, lấy tất cả bỏ vào 1,5 đến 2 lít nước, nấu sôi trong 10 phút, sau đó tắt bếp, hãm thêm 2 phút, lọc bỏ bã, pha thêm nước để tắm, tác dụng tán phong hàn, khử ứ, giảm căng thẳng, ngủ ngon giấc. Nếu cô bác bị đau đầu, có thể dùng các thành phần như trên lượng gấp đôi, đổ nước ngập mặt lá, bỏ thêm một nắm lá bạc hà hoặc húng cây, đun sôi 15 phút, xông hơi khoảng 20 phút có thể làm giảm cơn đau đầu. 3. Dùng lá ngải cứu cầm máu sát trùng, kháng khuẩn. Trước đó, ông Bùi Xuân Tuấn, 43 tuổi ở Hà Giang, bị ngã xe máy khiến ông bị một vết thương hở rất lớn. Vì gia đình cũng khó khăn nên ông không đến bệnh viện điều trị. Sau 2 ngày, chân vẫn đau nhức và vết thương chảy mủ. Vì không có tiền nên vợ chỉ đưa ông đến nhà thầy thuốc trong bản để xin một ít thuốc ngải cứu khô về sắc nước rửa vết thương theo phương pháp dân gian. Vì bình thường bị đứt tay, người trong nhà cùng đều làm như vậy. Một tuần sau, vết thương se lại và đỡ dần, không còn bị chảy mủ. Có lẽ từ lâu, thói quen của ông bà xưa là khi bị đứt tay sẽ chạy ra vườn hái một vài lá ngải cứu, vò nát, đắp vào vết thương. Sở dĩ làm được điều này là vì flavonoid, một loại polyphenol trong lá ngải cứu, có tác dụng kháng viêm, cầm máu rất hiệu quả. Tuy nhiên, vì yếu tố vệ sinh, chúng ta nên rửa thật sạch lá ngải cứu trước khi áp dụng phương pháp này. Bên cạnh đó, ngải cứu chứa nhiều tinh dầu giúp giảm sự phát triển của các loại vi khuẩn và ký sinh trùng. Tinh dầu ngải cứu có tác dụng kìm hãm sự phát triển của các loại vi khuẩn, côn trùng và ký sinh trùng khác nhau. Các chất trong tinh dầu giúp sát khuẩn cao, phòng tránh viêm sưng về sau. Cô bác thân mến, bên cạnh đó, thân và lá ngải cứu có thể dùng sông hương, có tác dụng dưỡng sinh, giúp thanh lọc không khí, mang yếu tố phong thủy, xua đuổi những điều xui xẻo rất tốt. Theo truyền thuyết, vị danh tướng thời Hán Phiêu Kỵ, tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, trong một lần hành quân để tìm được nguồn nước, ông bèn cho người đào xuống đất một cái hố, chất cỏ ngải cứu vào hố rồi đốt cho khói bốc lên thật dày. Sau đó dùng đất lấp kín hố lại. Nếu như xung quanh đó chỗ nào có khói bốc lên thì chỗ đó có nguồn nước. Cô bác có thể thấy đặc tính xua lạnh trừ ẩm thấp của loại cỏ này rất tốt.
Thời cổ đại, ngải cứu có thể được dùng để xem bói như cỏ thi. Thời Nguyên Thủy cho đến thời Thương Chu, người xưa thường dùng mai rùa và cỏ thi để bói toán. Các học giả đời sau nghiên cứu khảo chứng rằng rất có thể loại cỏ thi mà người cổ đại dùng chính là cái loại ngải trừ tà ngày nay. Ngoài ra, ngải cứu còn là một loại nhiên liệu để nhóm lửa rất tốt. Vào thời xưa, lửa rất quan trọng với con người và do đó cây ngải cứu cùng những đặc tính thần kỳ của nó đã có một vị trí hết sức quan trọng. Sách Nhĩ Nhã gọi ngải cứu là băng đài vì người xưa đem lá ngải giã nhỏ sau đó đặt dưới tụ điểm của miếng băng đá hoặc miếng kính lõm bằng đồng để châm lửa. Có lẽ chính vì những đặc điểm kỳ diệu đó của loài cỏ này mà trong phong thủy, ngải cứu được tôn sùng là một thứ cỏ thần có thể trừ tà, khử chướng khí, xua cái lạnh lẽo ẩm thấp, tinh lọc bách độc. Đối với người xưa, bệnh tật ruồi muỗi, rắn rết cũng chính là những loài ma quỷ tai ác hại người. Do đó, họ thường treo ngải cứu lên trước cửa nhà, vừa để xua đuổi ruồi muỗi, rắn rết, vừa để xua đuổi tà ma, nhất là vào ngày Tết Đoan Ngọ. Sách Kinh Sở Tuế thời Ký viết, con người hái lá ngải cứu đem treo trước cửa nhà có thể trừ khí độc. Vì đây là vật thuần dương, trong phong thủy có thể dùng để chuyển hóa năng lượng trên các đồ vật, đồ gia dụng cũ. Đốt một ít lá ngải cứu đem xông trước những đồ vật hoặc đồ gia dụng cũ khoảng 30 giây. Có thể trừ khử khí xấu của đồ vật cũ, đem đến tài vận thịnh vượng, mọi việc xuôi chèo mát mái. Cô bác có thể đốt cho ngải cứu để xông nhà, thanh lọc không khí, xua đuổi những điều xui xẻo bằng cách. Đầu tiên, cô bác chuẩn bị một ít ngải cứu khô, cuộn thành một dài dài như búi tóc, sau đó đốt bằng lửa. Ngải cứu khô khi được đốt sẽ không bùng thành ngọn lửa mà bốc ra rất nhiều khói. Có thể đốt ngải cứu khô trong phòng khách, phòng tắm, những nơi có nhiều muỗi. Việc xông khói bằng lá ngải cứu không chỉ có khả năng đuổi muỗi và những côn trùng bay trong nhà, mà còn khiến không khí thêm trong lành. Điều quan trọng nhất là loại dược phẩm này hoàn toàn tự nhiên và không gây ô nhiễm. Người già, trẻ em và phụ nữ mang thai có thể yên tâm sử dụng. Sau khi đốt ngải cứu khô với đống tro còn sót lại, cô bác đừng vội vứt đi mà có rất nhiều công dụng bất ngờ khác. 1. Khử mùi hôi chân. Mùi hôi chân khiến nhiều người cảm thấy khó chịu và rất ngại mỗi khi bỏ giày ra, đúng không ạ? Thế nhưng, cho ngải cứu có thể khắc phục nhược điểm này. Cô bác chỉ cần lấy một lượng tro ngải cứu vừa đủ, làm ướt rồi thoa đều lên lòng bàn chân. Để vài phút rồi rửa sạch lại. Chỉ cần kiên trì một thời gian, mùi hôi chân sẽ giảm đáng kể. 2. Làm phân trồng hoa. Trước đây, người nông dân thường đốt cỏ hoặc những loại cây tương tự rồi xài ra ruộng làm phân bón, khiến đất đai màu mỡ hơn. Cho ngải cứu cũng có tác dụng tương đương. Trước khi trồng cây hoặc hoa, đốt cho ngải cứu rồi trộn vào đất nhằm cung cấp thêm dưỡng chất cho đất. Không chỉ vậy, vì mùi ngải cứu đặc biệt nên còn có tác dụng đuổi muỗi khiến chúng không dám đến gần chậu cây. 3. Làm sạch bồn cầu. Bồn cầu nếu sử dụng lâu mà không được vệ sinh thường xuyên sẽ xuất hiện nhiều vết cạn vàng cứng đầu bám vào thành, sinh ra mùi hôi khó chịu. Có thể sử dụng cho ngải cứu để giải quyết những vết bám bẩn này. Cô bác có thể sắc đều cho ngải cứu xung quanh thành bồn cầu, sau đó dùng chổi cọ toilet chà vài vòng. Vết bẩn cứng đầu sẽ được cọ sạch, mùi hôi vì thế cũng được loại bỏ. Và phần cuối chương trình xin gửi đến cô bác những câu chuyện ly kỳ về thuật châm cứu lá ngải cứu của các thần y xưa. Châm cứu chữa bệnh không còn xa lạ gì với mọi người thời nay. Kỹ thuật bề ngoài có vẻ cực đơn giản và thô sơ, nhưng thực tế hết sức uyên thâm và có thể mang lại hiệu quả bất ngờ. Lịch sử y học còn lưu truyền lại nhiều câu chuyện chấn động của các thần châm khi xưa. Châm cứu là một phương pháp trị bệnh độc đáo, đặc biệt từ thời Trung Hoa xưa,
có thể giúp lưu thông kinh lạc, điều hòa âm dương, hỗ trợ loại bỏ tà khí. Tương truyền trị bệnh bằng châm cứu này bắt nguồn từ thời Phục Hy của thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế. Ông từng nếm trăm loại, có thể nhận biết các loại thuốc và chế tác ra 9 kim loại châm cứu. Cửu châm là 9 loại kim châm khác nhau, bao gồm sành châm, viên châm, đề châm, phong châm, phi châm, biên lợi châm, hào châm, trường châm và đại châm. Những thầy thuốc sau này trong quá trình ứng dụng thuật châm cứu trong điều trị bệnh đã hình thành những lý luận kinh lạc tổng hợp như 14 kinh mạch, kỳ kinh bát mạch, những kiến thức về huyệt vị và các loại bệnh có liên quan tới 361 huyệt vị. Kinh ngoại kỳ huyệt, những huyệt châm cứu có tác dụng tốt với chứng bệnh nhất định, có vị trí nhất định nằm ở ngoài đường kinh. Họ phát hiện quy luật liên hệ đặc định giữa các bộ phận cơ thể, tạo nên học thuyết kinh lạc và từ đó phát triển thành hệ thống phương pháp trị bệnh. Trên thực tế, phương pháp trị liệu bằng châm cứu bao gồm hai phương pháp trị bệnh châm và cứu. Châm là phương pháp trị bệnh bắt nguồn từ phương Nam Trung Quốc, còn cứu là phương pháp trị bệnh bắt nguồn từ phương Bắc. Người ta dùng kim loại thuộc chế thành các loại kim khác nhau. Châm ở những vị trí đặc biệt trên cơ thể con người, huyệt vị. Sau khi châm vào da thịt, căn cứ vào bệnh tình và thể chất người bệnh khác nhau mà dùng thủ pháp phù trợ nhằm đạt đến mục đích thông kinh hoạt lạc, khử tà phù chính, khử bệnh tật, nâng cao sức đề kháng của cơ thể mà chữa bệnh. Phương pháp này gọi chung là châm. Còn cứu, dùng lá ngải khô để chế biến thành ngải nhung, rồi lại dùng ngải nhung chế thành viên to nhỏ như mồi ngải hoặc cuốn thành điếu ngải, đốt lửa xong, trực tiếp hoặc gián tiếp hơ hoặc đặt lên huyệt vị nhất định của cơ thể người bệnh. Thông qua sự kích thích ấm nóng này làm cho thông kinh lạc, đạt mục đích chữa bệnh và phòng trừ bệnh tật. Hai phương pháp trên tuy khác nhau nhưng sử dụng huyệt vị giống nhau, có khi cùng châm và cứu, thông thường gọi là phép châm cứu, nhưng chúng được mô tả rất khoa học trong Đông y. Thuật châm cứu là một y thuật nội bệnh ngoại trị thông qua tác dụng truyền dẫn tới các kinh lạc và huyệt vị, cũng như ứng dụng phương pháp thao tác nhất định để trị liệu mọi chứng bệnh toàn thân. Thuật châm cứu có 3 tác dụng trị liệu chủ yếu, đó là khai thông kinh lạc, điều hòa âm dương, hỗ trợ loại bỏ tà khí. Khai thông kinh lạc là làm cho các kinh lạc bị tắc nghẽn được thông suốt và phát huy tác dụng sinh lý bình thường của chúng. Đây là tác dụng trị liệu trực tiếp cơ bản nhất của thuật châm cứu. Điều hòa âm dương là làm cho trạng thái mất cân bằng âm dương trong cơ thể về thế cân bằng bình thường. Đây cũng là mục đích cuối cùng cần đạt được của thuật châm cứu, loại bỏ tà khí, chính là có thể thông qua thuật châm cứu hỗ trợ chính khí chủ yếu trong cơ thể phát triển và loại trừ khí bệnh. Ngoài công hiệu trị bệnh thần kỳ, từ rất sớm, người Trung Quốc xưa đã biết áp dụng phương pháp châm cứu để bảo vệ sức khỏe. Qua lịch sử hàng ngàn năm, kỹ thuật châm cứu đã xuất hiện rất nhiều danh y nổi tiếng và những câu chuyện thần kỳ liên quan tới họ. Sau đây là một vài câu chuyện nổi tiếng trong giới châm cứu về các danh y nổi tiếng trong lịch sử châm cứu Trung Hoa. 1. Thần y Hoa Đà, ông tổ ngành ngoại khoa. Hoa Đà sinh năm 145, mất năm 208, biểu tự Nguyên Hóa, là danh y nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông được xưng tụng như một thần y nổi tiếng không chỉ trong Trung Quốc mà trong các nước đồng văn hóa như Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc, được xem là một trong những ông tổ của Đông y. Ông cùng Đồng Phụng và Trương Trọng Cảnh được xưng tụng là Kiến An Tam Thần Y, cùng với Biển Thước, Trương Trọng Cảnh và Lý Thời Chân được xem là 4 vị đại danh y nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử. Ông là người kiêm thông thuật số và thuật dưỡng sinh. Mặc dù y thuật của Hoa Đà vô cùng tinh thông, tuy nhiên ông lại coi nhẹ chuyện công danh lợi lộc, chỉ có nguyện vọng muốn làm một thầy thuốc bình thường trong dân gian. Dùng y thuật của mình để giúp bệnh nhân thoát khỏi những đau khổ của bệnh tật,
nên được bách tính vô cùng kính trọng yêu mến. Ông là người đầu tiên sáng tạo ra phương pháp gây mê toàn thân bằng một hỗn hợp rượu và thảo dược được gọi là ma phí tán. Ngày nay, loại thảo dược này còn được gọi là ngải cứu trong thực hiện thủ thuật ngoại khoa được người đời sau tôn xưng là ông tổ ngành ngoại khoa. Hoa Đà không những là người tinh thông phương thuốc mà còn là người có trình độ châm cứu cao siêu, làm mọi người vô cùng bội phục. Mỗi lần ông sử dụng thuật cứu, chỉ cần dùng 7 đến 8 mồi ngải đắp vào 1-2 huyệt vị là bệnh tình khỏi hẳn. Khi ông sử dụng thuật châm để trị liệu, cũng chỉ cần dùng kim thuộc châm vào 1-2 huyệt vị và hỏi bệnh nhân cảm thấy kim thuộc châm vào đâu. Khi người bệnh cảm thấy kim thuộc quả nhiên châm vào đúng huyệt vị như ông nói, ông liền rút kim ra và bệnh tình của bệnh nhân cũng từ từ lập tức khỏi. Tương truyền khi đó, Tào Tháo bị đau đầu đã nhiều năm, mỗi lần bệnh phát tác vô cùng đau đớn khó chịu. Ông đã mời rất nhiều danh y tới trị liệu nhưng đều không có tác dụng. Nghe nói Hoa Đà y thuật cao minh nên Tào Tháo mời ông tới trị bệnh cho mình. Hoa Đà chỉ cần dùng thuật châm cứu, châm cho ông một vài mũi kim thì bệnh tình đỡ đi nhiều. Sợ bệnh tình của mình sẽ lại tái phát, Tào Tháo uy hiếp ép Hoa Đà lưu lại Hứa Xương làm đại phu riêng. Với bản tính thanh cao, không màng công danh lợi lộc, Hoa Đà không muốn bản thân giống như tôi tớ nô bộc của người khác. Nên mặc dù được Tào Tháo nhiều lần mời tới phủ chữa bệnh, ông đều mượn cớ từ chối. Thấy vậy, Tào Tháo nổi trận lôi đình, bắt Hoa Đà tới Hứa Xương trị bệnh. Sau khi thăm khám và chẩn đoán, ông nói, bệnh của thừa tướng đã vô cùng nghiêm trọng, dùng châm cứu sẽ không có hiệu quả nữa. Tôi muốn cho ngài dùng ma phí tán, sau đó phẫu thuật mổ não của ngài để lấy khối u, như vậy mới có thể loại bỏ tận gốc bệnh tình. Tào Tháo vừa nghe thấy vậy thì đột nhiên giận dữ cho rằng Hoa Đà muốn mưu hại mình, liền hạ lệnh nhốt vị danh y nổi tiếng với những cống hiến kiệt xuất này vào ngục và bị cai ngục tra tấn chết trong nhà ngục. Quả nhiên, sau này Tào Tháo bị đau đầu và qua đời cũng chính bởi căn bệnh này. 2. Bàn tay thần kỳ cải tử hoàn sinh của Biển Thước. Biển Thước tên thật là Tần Việt Nhân, lại có thuyết tên Tần Hoãn, hiệu Lô Y, là một thầy thuốc chứ danh thời chiến quốc và được xem là một trong những danh y đầu tiên được ghi chép sớm nhất trong các thư tịch của lịch sử Trung Quốc. Tương truyền, ông chính là người khai sinh ra phương pháp bắt mạch, là người đặt tiền đề quan trọng cho Đông Y. Biển Thước là người khai sinh ra bắt mạch, đặt tiền đề quan trọng cho Đông Y. Với y thuật tinh thâm, ông được mệnh danh là sư tổ của ngành y học. Ông không những giỏi về bắt mạch và vọng trần mà còn có y thuật cao thâm rất giỏi trong việc sử dụng các phương pháp trị bệnh như châm cứu, án ma, kim đá, thủ thuật và thang thuốc. Có một lần ông cùng đệ tử của mình là Tử Dương, Tử Báo đi tới nước Quắc, nghe nói thái tử nước Quắc bị bệnh qua đời đột ngột. Ông cảm thấy đáng ngờ, bèn xin được vào xem. Quan sát một hồi, thấy cánh mũi người chết còn động đậy, hai chân còn ấm, Biển Thước chẩn đoán kỹ rồi kết luận, thế tử mắc chứng thi quyết, chết giả, có thể cứu sống được. Tiếp đó, Biển Thước sai đệ tử Tử Dương đi mài kim đá và châm một kim vào huyệt Bách Hội, chỗ lõm xuống giữa đỉnh đầu. Một lát sau, quả nhiên thái tử dần dần tỉnh lại. Tiếp đó, ông sai đệ tử Tử Báo dùng thuốc đắp ở hai bên sườn của thái tử để trị liệu, và không lâu sau, thái tử có thể ngồi dậy. Sau 3 ngày uống thuốc, thái tử đã có thể hoàn toàn hồi phục, và cũng từ đó thiên hạ đều biết tới thuật cải tử hoàn sinh nổi tiếng của ông. 3. Địch Nhân Kiệt cứu người khi nguy hiểm. Địch Nhân Kiệt sinh năm 630, mất ngày 15 tháng 8 năm 700, tự Hoài Anh, còn gọi là Lương Văn Huệ Công. Ông là người làm quan, có tiếng là Liêm Minh và cũng rất tinh thông về y học, nhất là thuật châm cứu. Trong tập dị ký của Tiết Dụng Nhược đời nhà Đường và Ngọc Chi Đường Đàm Hội của Từ Ưng Thu đời nhà Minh đều có ghi chép câu chuyện như sau.
Vào năm Hiền Khánh đời Đường, khi địch Nhân Kiệt vào kinh thành dự thi, có đi qua Hoa Châu thì thấy bên đường có một nhóm người nhốn nháo đang vây kín. Địch Nhân Kiệt dắt ngựa đi qua, thấy có một cái biển lớn treo ở cái cây bên đường, trên đó có viết: "Có thể chữa bệnh cho con trai tôi, xin được báo đáp 1000 thất lụa. Tiến lại gần và xem kỹ, ông thấy có một cậu bé chừng 14-15 tuổi đang nằm ở đó. Trên chóp mũi có một cục u to như nắm tay, một đầu dính liền với mũi, còn phần dưới dài nhỏ như chiếc đũa, khi chạm vào vô cùng đau nhức khó chịu. Hai con mắt cũng lờ đờ mệt mỏi vì ảnh hưởng của khối u, con người trắng dã, đau khổ tới mức vô cùng và có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng." Địch Nhân Kiệt vô cùng thương cảm, đứng ngẩn hồi lâu rồi tiến tới phía trước mà nói: "Bệnh này tôi có thể trị được." Cha mẹ cậu bé nghe thấy vậy vui mừng khôn kể, liên tục dập đầu và sai người hầu mang tới 1000 thất lụa. Địch Nhân Kiệt gọi người nhà đỡ cậu bé dậy, dùng kim châm vào phía sau đầu khoảng 1 tấc và hỏi cậu bé: "Con có cảm giác gì ở chỗ khối u không?" Cậu bé gật gật đầu. Địch Nhân Kiệt lập tức rút kim châm ra và chỉ trong phút chốc, khối u trên chóp mũi cậu bé đột nhiên rụng xuống và hai mắt hồi phục lại như bình thường. Mọi đau đớn trên toàn thân biến mất, bách tính xung quanh vô cùng kinh ngạc và trầm trồ thán phục y thuật tài tình của ông. Cha mẹ cậu bé cảm động rơi lệ, dâng 1000 thất lụa để cảm tạ. Địch Nhân Kiệt nói: "Tôi vì tội nghiệp cậu bé đang trong cơn bệnh tật nguy kịch mà ra tay, chỉ là muốn cứu giúp người khác lúc nguy nan và giúp bệnh nhân thoát khỏi đau đớn về bệnh tật, chứ không phải dựa vào hành nghề để kiếm sống." Nói xong, lập tức cáo biệt lên đường. Và video hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.